Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội đã thảo luận về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong đấu giá nhằm rối loạn thị trường. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội kiến nhà vua Nhật Bản. Hai bên cùng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp toàn diện mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và tình cảm thân thiết giữa nhân dân hai nước. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại khu vực Trung Đông tới đây nhận được sự quan tâm của giới doanh nghiệp, hứa hẹn sẽ thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và khu vực này. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, hôm nay Quốc hội đã thảo luận về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Cơ quan quản lý về kinh doanh bất động sản cấp. Các đại biểu thống nhất với sự cần thiết sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong đấu giá làm rối loạn thị trường. Thực tiễn có rất nhiều trường hợp người đã trúng đấu giá chấp nhận bỏ tiền cọc mà không thực hiện nghĩa vụ tài chính như vụ Tân Hoàng Minh, vụ biển số xe, gần đây là khai thác các mỏ cát ở Hà Nội. Để hạn chế và chấm dứt tình trạng trên, tôi đề nghị để có biện pháp chế tài trường hợp này như phạt quy hoạch phạm hành chính, không cho đối tượng này tham gia đấu giá các lần sau. Theo tôi, để ngăn chặn hiện tượng cò đấu giá, quân xanh quân đỏ lộng hành, thông đồng dìm giá làm sai lệch kết quả đấu giá, thì ngoài việc xử lý nghiêm việc để lộ lọt thông tin như dự thảo là cần thiết, tuy nhiên cần bổ sung ở điểm 2, điểm 3, điều 9, luật đấu giá tài sản quy định nghiêm cấm tổ chức đấu giá tài sản và hội đồng đấu giá tài sản để người không có đủ năng lực tài chính, nguồn vốn tham gia đấu giá. Một số đại biểu đề nghị cần quy định nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá và quy định cụ thể hơn trách nhiệm của người trúng đấu giá. Trong thực tế, người có nhu cầu thật sự tham gia đấu giá hầu hết đã có sự chuẩn bị nguồn tài chính để mua tài sản đấu giá, thậm chí họ chuẩn bị đủ đến 100% số tiền họ dự kiến sẽ bỏ ra, cho nên họ sẽ không băn khoăn về mức tiền đặt trước là bao nhiêu. Việc tăng mức tiền đặt trước cao theo tôi sẽ là rào chắn an toàn đối với những đối tượng không có nhu cầu mua tài sản đấu giá mà chỉ đăng ký tham gia với mục đích như thông đồng dìm giá để trục lợi. Tôi đề nghị tiếp tục rà soát để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong xử lý tài sản công, không để sơ hở bất cập để các đối tượng tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực đấu giá tài sản lợi dụng để trục lợi. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu quy định chặt chẽ về quyền và trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá tài sản, đấu giá viên. Trước đó, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Một điểm mới trong luật đó là quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua từ khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh. Luật cũng đã mở rộng cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam được kinh doanh bất động sản như công dân trong nước. Vào chiều nay, thảo luận về dự luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục rà soát các luật hiện hành và đang xem xét thông qua để đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo. Đồng thời cân nhắc cần có chính sách đặc thù trong phát triển lĩnh vực này như hoạt động khoa học và công nghệ, thu hút trọng dụng nhân tài, quy định liên kết các doanh nghiệp quốc phòng. Trước đó, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng ngày 28 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã hội kiến nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu. Trong không khí thân tình, hữu nghị của cuộc hội kiến kéo dài hơn một tiếng, dài hơn so với dự kiến và thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhà vua Nhật Bản. Hai bên đánh giá cao và bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp, toàn diện của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và tình cảm ngày càng thân thiết của người dân hai nước. Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn về những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc mà nhà vua, hoàng hậu cũng như các thành viên hoàng gia Nhật Bản đã dành cho nhân dân Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều năm qua. Chủ tịch nước cùng phu nhân cũng bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sự đón tiếp trọng thể, thân tình của nhà vua, hoàng hậu và chính phủ Nhật Bản dành cho đoàn Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này. Nhà vua Naruhito và hoàng hậu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân thăm chính thức Nhật Bản vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị
và tình cảm nồng ấm mà nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Hoàng Thái tử Akishino và công nương trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 9 vừa qua, cho rằng sự gắn kết và giao lưu trong lịch sử, sự tương đồng về các yếu tố văn hóa, con người là một trong những yếu tố căn bản để phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sâu sắc, gắn kết chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực như hiện nay. Nhà vua và hoàng hậu bày tỏ tin tưởng các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân được tổ chức ở nhiều địa phương hai nước trong năm 2023, năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, sẽ tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào thúc đẩy giao lưu nhân dân và quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ ấn tượng tốt đẹp đối với đất nước, con người Nhật Bản, chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về các chuyến thăm Nhật Bản trước đây trên các cương vị khác nhau, cho rằng giữa hai nước có nhiều yếu tố cơ bản, có nét tương đồng về văn hóa, gần gũi về tính cách, tình cảm của người dân hai nước dành cho nhau rất tự nhiên, chia sẻ nhiều giá trị và quan tâm chung cùng sự đồng lòng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm Việt Nam lịch sử của Thượng Hoàng và Thái Hậu năm 2017 trên cương vị nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản, chuyến thăm chính thức Việt Nam của nhà vua năm 2009 trên cương vị hoàng thái tử, cũng như chuyến thăm tháng 9 vừa qua của hoàng thái tử Akishino và công nương đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng lãnh đạo và người dân Việt Nam, góp phần làm sâu sắc thêm sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt nhà nước, nhân dân Việt Nam mời nhà vua và hoàng hậu sang thăm Việt Nam. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp cựu Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP Taro Aso và nhiều lãnh đạo, chính trị gia Nhật Bản. Tại đây, các đại biểu đều khẳng định ủng hộ chính phủ Nhật Bản, coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông Aso Taro trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản trước đây khi cùng Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á vào năm 2015. Mong muốn với uy tín của mình trong chính giới Nhật Bản, ông sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thúc đẩy giao lưu giữa hai đảng, nghị sĩ hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Ông Aso Taro bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giao lưu nhân dân, nhấn mạnh Việt Nam là địa điểm được các nhà đầu tư Nhật Bản ưa thích trong quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng với sự hấp dẫn về nguồn nhân lực và thị trường tiềm năng. Tiếp Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo, Chủ tịch nước đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Ngài Chủ tịch cùng đoàn nghị sĩ Đảng Công Minh tháng 8 vừa qua, đề nghị tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực giao lưu cấp cao, hợp tác giữa Đảng Công Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như hợp tác địa phương. Chủ tịch Đảng Công Minh đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, khẳng định Đảng Công Minh sẽ tiếp tục ủng hộ và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng chất lượng cao, y tế, lao động, giáo dục. Đây là những lĩnh vực mà Đảng Công Minh có các thành viên giữ vị trí bộ trưởng và lãnh đạo bộ phụ trách trong nội các Nhật Bản. Tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shi, Chủ tịch nước đánh giá cao sự tin cậy, tinh thần đoàn kết, truyền thống giữa hai đảng cũng như tình cảm và những đóng góp tích cực của Chủ tịch Đảng Shi đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong nhiều năm qua. Chủ tịch nước đề nghị ông Shi tiếp tục quan tâm ủng hộ, thúc đẩy, tăng cường hơn nữa hợp tác, giao lưu giữa hai nước, trong đó có tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhật Bản, phát huy hiệu quả, linh hoạt các cơ chế trao đổi kênh đảng, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng đảng, lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã thông qua. Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản đánh giá cao thành tựu của công cuộc đổi mới của Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng và vượt bậc của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy giao lưu giữa hai Đảng Cộng sản hai nước và đề nghị Việt Nam tiếp tục ủng hộ việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Còn tại cuộc gặp các nghị sĩ bạn bè thân thiết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng và xúc động gặp lại các nghị sĩ bạn bè cũ và nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc trong những lần gặp gỡ, giao lưu với các bạn bè Nhật Bản. Chủ tịch nước khẳng định sự giao lưu giữa lãnh đạo trẻ, nghị sĩ trẻ và nhân dân hai nước là yếu tố quan trọng trong việc tạo dựng quan hệ tin cậy và bền vững giữa hai nước.
các nghị sĩ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, trong đó có tăng cường giao lưu lãnh đạo trẻ, nghị sĩ trẻ hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang đứng trước cơ hội để phát triển hơn nữa trên mọi lĩnh vực và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới với tầm nhìn hợp tác trong 50 năm tiếp theo, đề nghị các chính trị gia Nhật Bản quan tâm, thúc đẩy cụ thể hóa các nội dung hợp tác hai nước trên khuôn khổ quan hệ mới. Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã được tổ chức chiều ngày 28 tháng 11 tại Nhật Bản với sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và cung nương, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga Fukushiro cùng nhiều lãnh đạo của hai nước. Vượt qua mọi cách biệt về địa lý, mối nhân duyên giữa Việt Nam Nhật Bản đã được khởi nguồn từ cách đây 1.300 năm khi đại sứ Phật Chiết vùng Lâm Áp Việt Nam tới Nara để giao lưu Phật giáo và âm nhạc. Và hơn 500 năm trước thì những con thuyền châu Ấn của Nhật Bản đã đến Việt Nam giao thương và để lại di sản lịch sử quý báu tại Hội An. Năm 1973, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và qua nửa thế kỷ với sự tương đồng về văn hóa, giao thoa về lợi ích, tin cậy về chính trị và đặc biệt là với sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ, thực chất, sâu rộng. Lễ kỷ niệm cũng nhấn mạnh bước tiến đặc biệt quan trọng trong quan hệ hai nước khi ngày 27 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới. Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình hòa nhạc hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản. Trước đó, vào sáng ngày 28 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã cùng Thống đốc Tokyo Koike Yuriko tới thăm một điển hình khởi nghiệp thành công của người Việt Nam tại Nhật Bản. Đến thăm nhà hàng bánh mì được hai cựu lưu học sinh Việt Nam sáng lập năm 2016, đến nay đã phát triển thành chuỗi 15 cửa hàng trên toàn Nhật Bản. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, chính tình cảm đặc biệt mà người dân Việt Nam và Nhật Bản luôn dành cho nhau và những điểm tương đồng về văn hóa, ẩm thực đã góp phần tạo nên mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp giữa hai quốc gia. Chủ tịch nước đã giới thiệu với Thống đốc Tokyo và các vị khách mời về một số món ăn của Việt Nam như bánh mì, mì Quảng và cà phê sữa. Hai bên cùng bày tỏ vui mừng khi những nét ẩm thực này đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân Nhật Bản. Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự tự hào khi ngày càng có nhiều người trẻ Việt Nam với nhiệt huyết đã khởi nghiệp thành công, làm nên những giá trị mới trên đất nước Nhật Bản, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước mong muốn lãnh đạo thủ đô Tokyo tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống và học tập, có đóng góp thiết thực cho địa phương sở tại. Chiều ngày 27 tháng 11, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, hai nước đã ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước song phương lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Đây là sự kiện quan trọng mở ra trang mới trong quan hệ giữa Việt Nam-Nhật Bản, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đánh giá về ý nghĩa của việc nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện và triển vọng hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai quốc gia, chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của đại diện một số tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, cũng như đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Ở chuyến thăm này, tôi cảm nhận được bầu không khí thân tình, hữu nghị trong các cuộc hội đàm, hội kiến với Thủ tướng Kishida, nhà vua và hoàng hậu. Việc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã trở thành một dấu mốc đặc biệt, đầy tính biểu tượng cho mối quan hệ Nhật Bản-Việt Nam. Đồng thời, hai bên cũng đã ra tuyên bố chung, thống nhất về tầm nhìn và định hướng phát triển quan hệ hợp tác trong tương lai. Điều này rất quan trọng vì nó đã vạch ra hướng đi rõ ràng hơn cho các nhà đầu tư Nhật Bản. Với tư cách là cơ quan thực hiện viện trợ ODA của chính phủ Nhật Bản, JICA mong muốn tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong thời gian tới, JICA sẽ tập trung hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trên 4 lĩnh vực như là cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể, hiện tại chúng tôi đang nỗ lực hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong các dự án như tuyến đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, các đối sách trước tình trạng già hóa dân số, cải thiện kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng và sẽ hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Nhật Bản lần này đã nâng tầm mối quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện và đã có nhiều ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Một trong những số đó là Chủ tịch nước mong muốn Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam về khoa học kỹ thuật, nông nghiệp xanh,
cũng như là năng lượng, vân vân. Điều này làm tăng vai trò của giới trí thức Việt Nam tại Nhật Bản. Trong thời gian tới, lực lượng trí thức người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tăng lên về số lượng và kết nối với nhau chặt chẽ hơn. Thực ra thì hai nước cũng đã có những cái dự định sẽ nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và cái chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lần này có lẽ là cái yếu tố then chốt để có thể quyết định được điều đó. Thì cái điều đó cũng giúp cho cái vị thế của bà con của người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản được cao hơn. Sau cái chuyến thăm lần này thì môi trường đầu tư của các nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam sẽ được tăng cường và cải thiện rất nhiều hơn. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước không chỉ gửi đến thông điệp rằng quan hệ giữa Việt Nam và quan hệ Nhật Bản là quan hệ song phương, mà đó là mối quan hệ cùng nhau hợp tác để xây dựng hòa bình và thịnh vượng chung cho khu vực và thế giới. Tôi rất mong muốn chính phủ Nhật Bản sẽ có nhiều chính sách để giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam ngày càng phát triển tại Nhật Bản. Sáng ngày 28 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Đổi mới, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil Luciana Santos. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của bà Luciana Santos sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi và cảm ơn Tổng thống Brazil Lula da Silva đã dành cho Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam những tình cảm nồng ấm, chân thành, sự đón tiếp trọng thị, chu đáo trong chuyến thăm chính thức Brazil vào tháng 9 vừa qua. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên sớm hoàn tất quá trình Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy việc đàm phán ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ, đưa hợp tác khoa học công nghệ đi vào chiều sâu, thực chất trong các lĩnh vực cụ thể như chuyển đổi số, chip bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác lao động, phát triển nông nghiệp xanh, sạch, phát thải thấp, ứng phó biến đổi khí hậu, mở rộng thị trường cho hàng hóa thế mạnh của nhau. Thủ tướng đề nghị Brazil tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Brazil. Bộ trưởng Luciana Santos đã trân trọng chuyển bức thư đầy tình cảm của Tổng thống Brazil Lula da Silva gửi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong đó, Tổng thống bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hai nước và cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam vào năm sau. Bộ trưởng khẳng định sẽ nỗ lực góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chiều ngày 28 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, theo lời mời của Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến công tác góp phần khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định cam kết mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm của một Việt Nam hòa hiếu, chân thành, tin cậy, sẵn sàng cùng các nước tăng cường quan hệ hữu nghị, đối thoại và hợp tác cùng có lợi vì hòa bình, ổn định, cùng phát triển ở khu vực và thế giới. Và chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại khu vực Trung Đông trong những ngày tới là sự kiện giành được nhiều sự quan tâm của giới doanh nghiệp trong bối cảnh tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam đang được nhắc đến ngày càng nhiều hơn tại khu vực này. Ghi nhận của các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Trung Đông. Hayat Kimya, Thổ Nhĩ Kỳ, một trong năm nhà sản xuất tã giấy lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất giấy ăn lớn nhất tại Trung Đông châu Phi. Trong chiến lược nâng cao vị thế, một dây chuyền sản xuất trị giá 100 triệu đô la Mỹ đã được Hayat đầu tư thiết lập tại Việt Nam. Chúng tôi đã thực hiện những nghiên cứu kỹ lưỡng trước mỗi quyết định đầu tư. Và trong trường hợp của Việt Nam, chúng tôi nhận thấy bất chấp những thách thức, nền kinh tế Việt Nam vẫn khá vững vàng với nhiều tiềm năng. Chúng tôi dự kiến sẽ còn tăng giá trị đầu tư tại Việt Nam lên 250 triệu đô la Mỹ. Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ có quy mô đứng thứ 19 thế giới. Hiện nước này có hơn 30 dự án đầu tư tại Việt Nam, xếp thứ 26 trong 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam cũng là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong ASEAN. Nếu như nhìn vào vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là cái tính năng động của nền kinh tế Việt Nam, thì chúng ta thấy rõ ràng là có đầy đủ các tiềm năng để có thể tăng cường cái đầu tư cũng như là thúc đẩy cái quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Và chính trong cái bối cảnh như thế thì
chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính thì cả hai bên, đặc biệt là các doanh nghiệp, rất mong đợi là cái chuyến thăm này sẽ tạo đà thúc đẩy cái quan hệ hợp tác. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nền kinh tế Việt Nam cũng đang được nhắc đến ngày một nhiều hơn. Hợp tác thương mại tăng trưởng. Trong những chiến lược lớn về thay đổi mô hình phát triển, biến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ một nền kinh tế xuất khẩu dầu mỏ trở thành một trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo, Việt Nam cũng được xem như một đối tác nhiều tiềm năng. Việt Nam là một quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, đã cam kết hướng đến giảm phát thải khí carbon về mức bằng không. Và với chúng tôi, thì châu Á-Thái Bình Dương luôn là một địa bàn rất chiến lược. Vậy nên chúng tôi muốn tìm kiếm những cơ hội ở Việt Nam, gặp được những đối tác phù hợp để có thể triển khai thành công những dự án của mình. Thời gian qua thì người ta đã chứng kiến một xu thế mạnh mẽ tại không ít quốc gia Trung Đông trong việc đa dạng hóa các mối quan hệ, thiết lập các mô hình hợp tác mới nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là chuyến thăm thứ hai tới khu vực Trung Đông chỉ trong vòng 2 tháng, cho thấy một quyết tâm của Việt Nam thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với khu vực này. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Trung Đông. Trong phần tiếp theo của bản tin, thu hút FDI của Việt Nam đạt 29 tỷ đô la Mỹ sau 11 tháng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn thực hiện của các dự án cũng đạt trên 20 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ năm 2018 đến nay. Đã có hơn 2,4 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó chống đại dịch COVID-19 với tổng giá trị làm lợi hơn 33.000 tỷ đồng sau lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ khẳng định trí tuệ và quyết tâm vượt khó của công nhân lao động trên cả nước. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, thu hút đầu tư nước ngoài FDI 11 tháng của năm nay đạt gần 29 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 trên 21 ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu. Còn về địa bàn thì FDI từ đầu năm đến nay đã vào 56 tỉnh thành trên cả nước, trong đó Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng vốn đăng ký trên 3 tỷ đô la Mỹ, đứng tiếp theo là Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội. Cũng trong 11 tháng qua, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt trên 20 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong giai đoạn 2018 đến 2023. Khoảng 700.000 tỷ đồng đang nằm trong hệ thống ngân hàng và số tiền này cần phải đưa vào nền kinh tế từ nay đến cuối năm nếu ngân hàng nhà nước muốn đạt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 14% như mục tiêu đã đề ra cho năm nay. Hệ thống thừa vốn, nhiều doanh nghiệp và người dân có nhu cầu nhưng không ít ngân hàng muốn tiếp tục cho vay cũng không được vì đã hết hạn mức tín dụng cho phép. Hiện có sự phân hóa ngay trong nội bộ hệ thống ngân hàng vì khả năng cho vay là khác nhau. Tính đến nay, 8,09% là mức tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, theo thống kê của WeGroup thì có đến 7 ngân hàng tăng trưởng ở dưới mức này, thậm chí chỉ từ 2 đến 5% như là ngân hàng Ngoại thương, ngân hàng An Bình, Bắc Á hay là ngân hàng Bản Việt. Và ở chiều ngược lại, không ít ngân hàng thì lại có mức tăng trưởng trên 20% như là ngân hàng VPBank, ngân hàng MSB hay là MBBank. Cuối năm là dịp cao điểm nhu cầu tín dụng của nền kinh tế, nhưng không ít ngân hàng dù còn tiền, có nhiều khách hàng khả thi nhưng không thể cho vay và phải làm đơn để xin ngân hàng nhà nước cho phép tiếp tục được đưa vốn ra. Ngân hàng LPBank đã sử dụng room tín dụng là 11,56%, về cơ bản đã gần hết room tín dụng của ngân hàng nhà nước cấp. Ngân hàng LPBank cũng đã đề xuất với ngân hàng nhà nước xem xét cấp thêm room tín dụng để có thể có điều kiện được cho một số các doanh nghiệp. Theo ngân hàng nhà nước, việc kiểm soát hạn mức tín dụng là để các ngân hàng không chạy đua tăng lãi suất huy động, có thể gây áp lực lên lạm phát và hạn chế gia tăng nợ xấu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngân hàng nhà nước có thể kiểm soát việc này thông qua các hệ số an toàn rủi ro như hệ số K, vừa công khai minh bạch, vừa không can thiệp hành chính một cách trực tiếp vào việc cho vay của các ngân hàng. Khi mà chúng ta áp dụng cái hệ số an toàn vốn, hệ số K ấy, thì rõ ràng nó sẽ kiểm soát tổ chức tín dụng về cả mặt vốn chủ sở hữu và đầu tư cho vay. Nghĩa là nếu như mà tổ chức tín dụng đó muốn tăng trưởng tín dụng, chẳng hạn như là 15%, thì tương ứng với nó vốn chủ sở hữu cũng phải tăng tương ứng. Đây cũng là một cách thông lệ quốc tế đã và đang áp dụng. Nếu các ngân hàng cố tình huy động vốn sai quy định, cho vay dưới chuẩn, thì ngân hàng nhà nước còn có công cụ thanh tra giám sát. Ngân hàng họ báo cáo cho ngân hàng nhà nước mỗi tháng về cái bản cân đối kế toán của họ, về cái bảng kết quả kinh doanh và cái chuyển vận dòng tiền. Nếu mà anh tăng trưởng quá mức như thế là có thể anh có vấn đề, và ngân hàng nhà nước qua công cụ thanh tra có thể điều chỉnh được
hoạt động tín dụng của ngân hàng đó. Chỉ còn một tháng nữa là hết năm, tức cũng chỉ còn một tháng nữa để giải ngân hơn 700.000 tỷ đồng là việc làm bất khả thi. Ngân hàng thừa vốn, không ít doanh nghiệp và người dân lại đang khát vốn. Theo các chuyên gia, gỡ nút thắt hay thậm chí gỡ bỏ công cụ cấp hạn mức tín dụng được cho là sẽ góp phần khơi thông dòng vốn vào nền kinh tế vào lúc này. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước về công tác phòng chống đại dịch COVID-19 và phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đã có hơn 2,4 triệu sáng kiến tham gia chương trình với tổng giá trị làm lợi của sáng kiến ước tính hơn 33.000 tỷ đồng. Những sáng kiến đó đã khẳng định trí tuệ và sự khéo léo của công nhân lao động trên cả nước, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Hơn 2 năm, ngày nào anh Tuân cũng lặp đi lặp lại chuyện cân đong, đo đếm từng sợi cáp. Thí nghiệm, ghi chép, bó vào rồi tháo ra. Khó mà lý giải những thao tác đơn điệu ấy lại mang lại thành quả, giảm được 2% nguyên liệu đồng nhôm của lõi cáp điện, tăng năng suất cho máy và giảm chi phí sản phẩm. Chỉ trong năm đầu tiên, sáng kiến đã tiết kiệm cho doanh nghiệp gần 39 tỷ đồng. Đầu tiên là cũng muốn là để giảm cái khoảng 1% là cái tỷ trọng lõi. Sau khi hoàn thành cái dự án thì tổng cái giảm cái tỷ trọng lõi thì chúng tôi đã đạt từ 1,5 đến 2%. Mỗi tháng đem lại giá trị làm lợi là khoảng 150 đến 200 ngàn đô. Thời điểm dịch cả nhà máy thiếu nhân lực, trong bối cảnh phải sản xuất, đảm bảo tiến độ trả hàng, nhóm cổ đông đã lên ý tưởng phát triển phần mềm tự động hóa để rút ngắn thời gian dừng máy khi chuyển đổi lô hàng, để dây chuyền vận hành liên tục, không gián đoạn. Cải tiến này đã tăng thời gian vận hành của dây chuyền, thay vì dừng 6 phút, thì hiện chỉ dừng 1 phút 35 giây, mang lại giá trị hơn 76 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Bằng cái ý tưởng mà áp dụng cái việc tự động hóa và cho các thiết bị hay công đoạn thì làm cho máy chạy mà tự động hơn và chạy liên tiếp trong thời gian dài, thì đồng nghĩa việc đấy thì cái sản lượng mà chúng tôi sẽ nhận được sẽ tăng lên. Các sáng kiến đã thể hiện được cái sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động Việt Nam, kịp thời thích ứng với những cái điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và trong giai đoạn bình thường mới, góp phần quan trọng vào việc ổn định và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Vượt qua sự đơn điệu và khổ cứng, bằng sự đam mê và trí tuệ, hàng triệu đoàn viên lao động trên cả nước, bất chấp dịch bệnh và khó khăn do đơn hàng sụt giảm, đã không ngừng sản xuất với hàng triệu sáng kiến, phát minh ứng dụng vào thực tế, thể hiện được sự tài hoa và khéo léo, tỉ mỉ, cẩn trọng của lao động Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục và phát triển kinh tế đất nước. Sáng ngày 28 tháng 11 tại Hà Nội, UNICEF Việt Nam đã tổ chức tọa đàm với chủ đề Mở lòng và kết nối nhằm kêu gọi tăng cường các chiến lược chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam. Tại sự kiện, các chuyên gia từ các bộ, ban ngành và các viện nghiên cứu đã phân tích tình hình sức khỏe tâm thần của trẻ em và trẻ vị thành niên và chia sẻ những ý tưởng và kinh nghiệm. Qua đó nhằm hỗ trợ một chiến lược quốc gia năng động và nhạy cảm với trẻ em, trẻ vị thành niên. Kết quả của điều tra sức khỏe tâm thần vị thành niên Việt Nam mới nhất do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nêu bật một thực tế đáng lo ngại. 1/5 trẻ em vị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần và chỉ 8,4% các em đã tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ hoặc tư vấn cho những vấn đề về cảm xúc và hành vi. Hơn nữa, chỉ có 5,1% cha mẹ có con vị thành niên nhận thấy con của mình cần sự giúp đỡ đối với các vấn đề về cảm xúc và hành vi. Việt Nam đang trên con đường phát triển chiến lược sức khỏe tâm thần toàn diện. Cần có những cách tiếp cận xuyên suốt của chính phủ, các bộ ngành để có thể đáp ứng nhu cầu của trẻ em. Chẳng hạn như Bộ Giáo dục Đào tạo đã xác định được nhu cầu cần có cố vấn trong trường học. Bộ Y tế đã xác định rằng cần có một chiến lược toàn diện quốc gia. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang nỗ lực đảm bảo rằng các chương trình nuôi dạy con cái sẽ được tiếp cận trên khắp Việt Nam. Đây là những sáng kiến tuyệt vời.
các đại biểu cũng sẽ được tìm hiểu về những ý tưởng để thúc đẩy sức khỏe tâm thần trực tiếp từ các bạn trẻ, cũng như từ kết quả của cuộc thi Hackathon 2023 với chủ đề Sức khỏe tâm thần vừa kết thúc tại thành phố Đà Nẵng. Song hành với sự kiện, một chiến dịch truyền thông đã được phát động, kéo dài từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 để truyền tải các thông tin liên quan đến sức khỏe tâm thần và các phương pháp tiếp cận tích cực, khuyến khích tất cả mọi người mở lòng và kết nối với nhau, với bạn bè, cha mẹ, giáo viên, những người có thể hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. Và bản tin của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Để có thể theo dõi trực tuyến những nội dung của kênh VTV4, quý vị có thể truy cập website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go có trong kho ứng dụng Google Play hoặc App Store. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.